Tổng thống Afghanistan và Thủ tướng Pakistan hội đàm tại Thổ Nhĩ Kỳ, tên tự Ankara. Các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, Afghanistan và Pakistan đã có cuộc hội đàm ba bên tại thủ đô Ankara vào hôm nay, trong một nỗ lực nhằm tăng cường hợp tác về an ninh và thắt chặt mối quan hệ ngoại giao. Các nước láng giềng Pakistan và Afghanistan còn nhiều bất đồng về nhiều vấn đề quan trọng. Các nhà phân tích cho rằng tăng cường hợp tác là điều rất quan trọng giữa hai quốc gia khi mà quân đội nước ngoài rút khỏi Afghanistan vào cuối năm 2014. Kabul từ lâu đã cáo buộc những thành phần trong bộ máy an ninh của Pakistan hỗ trợ cho lực lượng nổi dậy Taliban ở Afghanistan. Và gần đây, Islamabad đã đảo ngược những lời cáo buộc, nói rằng các chiến binh chống Pakistan đã được cho phép hoạt động trên lãnh thổ của Afghanistan. Một loạt các cuộc họp thượng đỉnh ba bên giữa ba quốc gia đã bắt đầu từ năm 2007.